Xin chào các mẹ, tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về một video rất là hữu ích cho các mẹ, đó chính là những thức ăn bổ máu cho bà bầu mà bạn không nên bỏ qua. Và chúng ta tìm hiểu vì sao mà sắt lại rất là quan trọng đối với bà bầu. Mang thai thì làm tăng nhu cầu về máu của bạn lên đến 50%. Sắt được cơ thể sử dụng để tạo ra tế bào hồng cầu. Sự gia tăng nguồn máu cung cấp đồng nghĩa với việc là bạn sẽ cần nhiều tế bào hồng cầu và nhiều chất sắt hơn để tạo ra tế bào đó. Khi có đủ chất sắt thì cơ thể mẹ sẽ khỏe mạnh và không bị thiếu máu. Và thiếu máu là tình trạng phổ biến của các mẹ bầu mang thai. Và chúng ta có thể bổ sung sắt bằng cách là uống viên sắt bổ sung hay là ăn uống những thực phẩm có chứa nhiều sắt. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các dạng của sắt như thế nào. Sắt thì thường xuất hiện trong thịt động vật, cả rau củ quả với hàm lượng khá phong phú. Và có hai loại sắt. Sắt hemi là loại sắt dễ dàng được hấp thụ qua cơ thể. Bạn có thể tìm thấy sắt hemi trong thịt, cá và các nguồn thực phẩm cung cấp protein khác. Và sắt non hemi. Sắt non hemi có mặt ở trong loại ngũ cốc, đậu, rau, trái cây và các loại hạt. Và những loại sắt này thì không hề dễ tiêu thụ mà sẽ cần tốn thời gian hơn để cho quá trình chuyển hóa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem những loại thức ăn nào mà bổ máu cho mẹ mang thai mà lại có chứa nhiều sắt hemi, tức là loại sắt mà dễ tiêu thụ nhất. Thực phẩm chứa nhiều sắt tự nhiên có thể rất hữu ích trong việc ngăn ngừa và giảm bớt các triệu chứng thiếu máu. Các chuyên gia dinh dưỡng thì khuyến nghị phụ nữ mang thai nên bổ sung 27mg sắt mỗi ngày. Một số thực phẩm giàu sắt được đánh giá cao và tốt đối với mẹ bầu như một đó là thịt bò lạc. Thịt bò là nguồn sắt hemi rất là tốt. Một khẩu phần ăn 85g thịt lạc thăn thì có chứa 1,5mg sắt. Mặt khác, cách chế biến thịt cũng quan trọng không kém, bởi nếu ăn phải thực phẩm sống hoặc thực phẩm chưa nấu chín thì bạn có nguy cơ ngộ độc khi mang thai do các vi khuẩn trong thịt vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn. Khi dùng món bít tết nhà hàng, các bạn hãy yêu cầu thịt bò được làm từ mức chín kỹ để đảm bảo rằng an toàn cho sức khỏe nha các mẹ. Và một loại thực phẩm nữa đó chính là thịt gà. Thịt gà chứa hàm lượng sắt rất là cao và phong phú, đã được làm trong danh sách những thực phẩm bổ máu nhất cho bà bầu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đánh giá cao lượng protein cũng như các vitamin, chất dinh dưỡng khác mà thịt gà mang lại cho mẹ bầu. Thêm vào đó, các loại thịt quen thuộc này cũng được dễ dàng được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, kích thích vị giác mà tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như thịt gà hầm, món sốt gà. Và các mẹ nhớ là hãy nấu chín thịt gà, chúng ta không nên ăn thịt gà tái để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và giúp phụ nữ mang thai không bị nhiễm khuẩn. Một loại nữa cũng rất là nhiều sắt đó chính là cá hồi. Cá hồi tương đối giàu chất sắt và an toàn cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra thì sắt trong cá hồi còn chứa nhiều axit omega 3 và các chất dinh dưỡng khác tốt cho mẹ bầu. Cá hồi còn có hàm lượng thủy ngân thấp hơn so với một loại cá khác, chẳng hạn như cá ngừ và cá tiếm. Các bạn nhớ là thêm cá hồi vào thực đơn hàng ngày của các mẹ, ngày 3 lần trên một tuần. Bên cạnh đó thì một số loại hải sản cũng đánh giá cao, rất là nhiều sắt như là sò, hàu, tôm, cá chê, cá hồi, cá mòi và cá trích. Và một số thức ăn bổ máu cho bà bầu có chứa sắt non hemi. Một đó là các loại đậu. Các loại đậu như là đậu lăng, đậu đen, đậu xanh chứa nhiều protein và hàm lượng sắt vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, đậu cũng có chứa nhiều thức ăn bổ máu và bà bầu nguồn xơ dồi dào, từ đó cải thiện tình trạng táo bón cho các mẹ khi mang thai. Ngoài dùng đậu, các mẹ có thể dùng các món hầm. Các bạn có thể dùng các món hầm như là món sữa hoặc chè nhằm giải nhiệt trong mùa hè nóng bức. Và một loại nữa đó chính là rau bó xôi và cải xoắn. Rau bó xôi và cải xoắn rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và sắt. Những loại rau này thì cũng rất dễ dàng kết hợp với các món ăn khác, đặc biệt là các bạn có thể trộn món salad hoặc ăn kèm với món trứng ốp la, hoặc là các mẹ có thể nấu canh này với lại ngao cũng rất là bổ dưỡng. Một loại rau nữa cũng có khá là nhiều sắt đó chính là bông cải xanh các mẹ ạ. Ngoài lượng dinh dưỡng có trong bông cải xanh thì trong bông cải xanh cũng có đó là omega 3. Bông cải xanh không những ngon miệng mà giá trị dinh dưỡng lại do này cũng rất ấn tượng. Mỗi 30g bông cải xanh mang đến 1mg sắt và kèm theo đó là vitamin C, một số loại vitamin giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Bên cạnh đó thì bông cải xanh cũng có khá là nhiều chất xơ và sẽ giúp cho các mẹ tránh được tình trạng táo bón khi mang thai. Và sau đây là những cách giúp tăng hấp thụ sắt khi mang thai cho các mẹ. Bên cạnh những thực phẩm bổ máu cho bà bầu, các bạn có thể hỗ trợ thêm cho cơ thể các loại bổ sung thực phẩm giúp hấp thụ sắt nhiều hơn, chẳng hạn như thực phẩm giàu vitamin C có khả năng hỗ trợ để phá vỡ hấp thu chất sắt từ thực phẩm cũng như là hiện diện trong các thực phẩm sau. Đó chính là kiwi, đu đủ, dâu tây, cà chua, bông cải xanh, ớt chuông hay là trái cây họ cam quýt cũng rất là giàu vitamin C. Sắt thì chiếm vị trí rất là quan trọng đối với phụ nữ mang thai trong quá trình sản xuất máu. Tuy nhiên, cơ thể thì không thể tự sản sinh ra chất sắt được mà các mẹ cần phải bổ sung vào đường uống và đường ăn để bổ máu, bổ sung các loại chất này. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những gợi ý của bài viết nhằm gia tăng một số chế độ dinh dưỡng phù hợp
hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi. Cảm ơn các mẹ đã đón xem video của kênh Chăm sóc mẹ và trẻ em. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày nhé. Take a body's high.